Việt Khang trân trọng kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Việt Khang làm cái livestream này không có thông báo trước, bởi vì Việt Khang cũng sợ là bởi vì đêm nay ở Hoa Kỳ là đêm Giáng sinh, sợ người bạn của Việt Khang, cái người mà phụ với Việt Khang livestream á, sợ em nó bận. Sợ cái người em bận, cho nên là không biết là mình có livestream được hay không, cho nên là không có dám thông báo trước. Nhưng mà không sao, thì cuối cùng thì cũng sắp xếp được, thằng em nó chạy qua với Việt Khang, cho nên là Việt Khang mới có thể livestream cái buổi tối hôm nay. Thì bây giờ để coi bắt đầu có 6-7 người xem rồi. Việt Khang buổi tối hôm nay ở Hoa Kỳ là đêm Noel, đêm 24. Đúng ra là bình thường là sẽ Việt Khang cũng sẽ đi dự thánh lễ cùng với anh Trúc Hồ, chị Diệu Quyên. Nhưng mà cái mùa Covid năm nay nó làm cho tất cả mọi thứ đều xáo trộn lên. Và mà không hiểu tại sao tối hôm nay trời nó hơi mưa lắc rắc. Thì ở ngoài trời nó cũng hơi giá lạnh, không có đi được lễ ở nhà thờ, thì cũng cố gắng dự lễ online, mở máy tính lên ngồi ở nhà xem lễ. Thì Việt Khang cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác các anh chị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy những hồng ân của ơn trên ban xuống cho quý vị, cho gia đình của chúng ta có được một mùa Giáng sinh thật là ấm áp. Thì sáng giờ Việt Khang cũng nhận rất là nhiều những cái lời chúc Giáng sinh, và Việt Khang trả lời chúc lại, thì chắc chắn làm gì làm cũng sẽ bị thiếu sót những cái lời chúc mà đúng ra là mình cần phải chúc. Nhưng mà cho Việt Khang mượn nơi đây để mà kính gửi đến tất cả những người, những ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em, những người luôn theo dõi cái kênh của Việt Khang, cũng như là chúc cho tất cả mọi người Việt Nam khắp nơi, cũng như là cộng đồng khắp nơi trên toàn thế giới được vui hưởng một mùa Giáng sinh thật an lành, thật hạnh phúc, và tất cả những cái chuyện khó khăn của cái cơn đại dịch sẽ qua đi hết, và mọi người chúng ta sẽ có lại một cái cuộc sống yên bình trở lại. Thì sắp tới đây Việt Khang sẽ thực hiện những cái livestream với cái chủ đề là dòng nhạc và dòng đời. Việt Khang dự định sẽ lấy cái chủ đề đó, bởi vì Việt Khang nghĩ là dòng nhạc nó có một cái sự gắn kết với dòng đời, thậm chí là dòng lịch sử của đất nước nữa. Cho nên là Việt Khang muốn lấy cái chủ đề là dòng nhạc và dòng đời. Thì ngày hôm nay là Giáng sinh, thì chắc chắn là chung quanh chúng ta sẽ nghe loáng thoáng rất là nhiều những âm thanh, những cái tiếng chuông vang vang của những ngôi nhà thờ được trang trí đèn hoa rất là đẹp, cũng như là những cái cây thông. Mặc dù là ở Việt Nam mình là ở ngoài Đà Lạt, ở cao nguyên mới có thông, còn những thành phố như Sài Gòn, Mỹ Tho của Việt Khang thì chỉ là những cái cây thông giả thôi, chứ còn ngược lại thì ở Cali này thì thông thật, nó rất là nhiều. Thì bây giờ không làm mất thì giờ của quý vị, cái bài hát đầu tiên Việt Khang hát tặng cho tất cả quý vị trong cái đêm Giáng sinh hôm nay. Giáng sinh 2020, một cái Giáng sinh nó vẫn còn những cái lo âu và những cái điều ước cho những cái buổi lễ mình đi cầu nguyện. Thì chắc chắn rằng Việt Khang chắc chắn rằng là những cái lời cầu nguyện là
rất là nhiều những cái lời cầu nguyện làm sao cho nó qua mau cái cơn đại dịch này đi, và những cái chuyện không hay, những cái chuyện không tốt nó sẽ mau qua đi để mà những cái chuyện tốt đẹp hơn nó đến với chúng ta trở lại. À, Việt Khang chào anh Trần Bang nè, Trần Long xin lỗi, tại mắt Việt Khang cũng yếu lắm rồi. Việt Khang chào hết tất cả quý vị nè, Trường Giang, Vũ, Kenny, Ngọc Anh, Bùi, Bạc Hoàng, Tú Bi Bo nữa. Ok, cảm ơn những cái tình yêu thương của quý vị dành cho, mặc dù là Việt Khang không có thông báo trước, nhưng mà quý vị vẫn vào xem cái livestream này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị, không làm mất thời gian của quý vị. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một bài hát thật là hay, mà chắc có lẽ là ở dưới cái phần comment ở dưới, Việt Khang sẽ ghi tên của tác giả sau. Rất lấy làm tiếc là không biết là cái bài Việt Khang sắp hát, để coi em tìm giùm anh cái thông tin của cái bài Hai Mùa Noel để anh giới thiệu lên cho khán giả, cho quý ông bà cô bác lắng nghe. Hello Lê Văn Sơn, anh Khang Nguyễn nè, Duyên Đặng, chào Duyên. Cái bài hát mà Việt Khang sắp hát đó là bài Hai Mùa Noel. Cái bài này Việt Khang rất là thích, bởi vì cái giai điệu nhạc nghe nó nhẹ nhàng nhưng mà buồn buồn thương cho cái cuộc tình dang dở trong cái dịp Giáng sinh đó. Thì đó là cái bài hát có tựa đề là Hai Mùa Noel. Thôi bây giờ Việt Khang sẽ hát tặng cho tất cả quý vị Hai Mùa Noel. Còn cái tác giả xin lỗi là Việt Khang sẽ comment ở dưới sau nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tú ơi, âm thanh em nghe ok không Tú? Âm thanh nghe vừa không? Gặp nhau chỉ để thêm đau.
yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Càng cảm ơn quý vị rất là nhiều vừa rồi lắng nghe ca khúc Hai Mùa Noel. Bây giờ để mình tỏ cái lòng trân trọng cái người tác giả của cái bài hát này, Việt Khang lên search liền chứ không có để comment. Hai Mùa Noel, Hai Mùa Noel sáng tác của kính thưa quý vị, cái bài hát Hai Mùa Noel của nhạc sĩ Đại Phương Trang. Việt Khang không biết là tên của một người hay là nhiều nhạc sĩ ghép lại. Thì đây là cái thông tin mà Việt Khang xem được ở trên Google. Đó là Hai Mùa Noel của Đại Phương Trang sáng tác. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái bài hát rất là hay vừa rồi. Quý vị ơi, quý vị nghe âm thanh nó có vừa hay không, hay là tiếng nhạc với lại tiếng ca nó có hòa quyện với nhau hay không? Bởi vì cái dàn máy của Việt Khang mới bắt đầu livestream, cho nên là chắc chắn là sẽ có những cái vấn đề trục trặc về âm thanh cũng như là hình ảnh. Thì mong là quý vị sẽ comment ở dưới và cho Việt Khang biết cái ý kiến để Việt Khang ngày càng làm cho nó hoàn hảo hơn nhé quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hay lắm anh à, Nguyễn Trần Khắc Chính. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trần Khắc Chính. Không biết tên không có dấu mà Việt Khang không biết đọc có đúng hay không. Hello Trung Anh Thư, cháu gái của bác ba. Dạ. Tiếng lớn tiếng ca lên tí. Ồ. Oh. Vocal lớn lên chút xíu. Ok. Vocal lớn lên chút xíu mà hồi nãy mình sợ vocal bị nhỏ. Mình sợ vocal bị... Hồi nãy mình sợ vocal bị lo lớn quá chứ không phải là sợ bị nhỏ, xin lỗi. Đó. Ok. Sao tiếng nhạc hồi nãy nó hơi nhỏ đó, mà không biết bên ngoài nghe như thế nào. Thì hôm nay ở đây thì Việt Khang
cũng muốn hát lại một cái bài hát mà nó cũng có một cái điều gì đó làm cho cái không khí ngày hôm nay, mặc dù là hôm nay là Giáng sinh. Cái bài hát của Việt Khang dự định sẽ hát tiếp theo, nó là một bài hát nói lên tình bạn bè. Thì chắc chắn là quý vị sẽ biết cái bài hát này, đó là cái bài Bạn Thân của Việt Khang sáng tác. Sau cái gì nó xè dưới vậy ta? Nó bị nhiều tiếng noise. Cái tiếng noise này là nó xuất phát từ cái laptop của Việt Kha. Sorry quý vị, để Việt Kha đeo 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 vô thêm một tai nữa chứ hồi nãy nghe hơi khó. Mấy bữa nay đeo hai tai mà bữa nay đeo một tai. Việt Khang hôm nay á, là cái chương trình này á, mặc dù là không có ghi chủ đề nhưng mà Việt Khang cũng muốn nói lại với lại tất cả quý vị là đêm hôm nay là một cái đêm mình tâm tình với nhau, tâm sự với nhau một cách rất là thân mật, một cách rất là friendly. Thì Việt Khang muốn là cái buổi livestream này á, nó gần gũi. Hello John, hôm nay em khỏe không em? Âm thanh và hình ảnh rất rất rõ và đẹp. Cảm ơn John nhiều lắm. John là một người người em là một nhân viên ở trên đài truyền hình SBTN. Em rất là giỏi về technical. Em là một người vừa chơi piano, guitar, bass và rất là giỏi về những cái thiết bị ở trong phòng thâu. Cũng như là em giỏi về hình ảnh và audio. Nói chung là video và audio là em rất là giỏi. Mai mốt thì Việt Khang cũng sẽ nhờ em giúp cho Việt Khang, nhờ John. Quý vị sẽ thấy John Trần á ở trên comment ở dưới á, thì Việt Khang dự định là nhờ em sẽ hỗ trợ giúp cho cái sưu tầm cái hệ thống của Việt Khang nó hay hơn nữa. Thì đợi em khỏe hẳn, tại vì chẳng may John không được khỏe trong mấy ngày hôm nay, cũng do cái COVID ghé thăm em. Nhưng mà tại sao Việt Khang nói ra đây được là bởi 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 vì make sure là em đã khỏe mạnh lại rồi. Thì Việt Khang cũng muốn chia sẻ với quý vị, bởi vì cũng bởi vì COVID mà làm cho cái sinh hoạt của tất cả mọi người khắp nơi trên toàn thế giới trong những cái mùa lễ Noel như thế này cũng không có thể nào mà gần gũi với lại bạn bè hay là gia đình người thân đồ kéo về mà tụ họp lại để mà chung vui cái đêm Giáng sinh ấm áp ấm cúng. Việt Khang có gọi qua bên Canada, có ba và mẹ nuôi, ba mẹ nuôi của ba má nuôi của Việt Khang là quê gốc ở Mỹ Tho, đang ở bên Ottawa ở thủ đô của Canada. Thì ở bên đó là cũng nói là các con ruột ở nhà sống rải rác khắp nơi, nhưng mà thường đó là Giáng sinh về nhà, nhưng mà các con cũng không về được bởi vì cái tình trạng là bên 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 Canada vẫn còn lockdown. Và nếu mà bị hàng xóm á, bị hàng xóm mà báo với cảnh sát là ở nhà đó là tụ tập đông người ca hát hay là ăn uống gì đó là bị phạt 6.000 đô, 6.000 đô Canada quý vị. Thì để hình như là Canada, hình như là Việt Khang cảm thấy là hơi khó hơn ở Mỹ chút xíu. Ở Mỹ thì anh khỏe Nhân, cảm ơn em. Ở Mỹ thì mặc dù là dùng cái từ là giới nghiêm không biết có đúng hay không, nhưng mà từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng là không không nên ra đường. Không nên ra đường không phải là không được ra đường mà là không nên ra đường, nhưng mà vẫn có người ra, vẫn có người đi công việc, vẫn có người lái xe ra ngoài đường. Nhiều khi Việt Khang cũng cũng có đi công việc, cũng 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 có thấy. Thì còn những cái quán xá thậm chí là người ta nghỉ lâu quá rồi. Bây giờ là cái tiền mặt bằng làm sao đây? Nhân viên người ta sống như thế nào đây? Thì có những cửa hàng, có những nhà hàng họ vẫn mở,
Nhưng mà Việt Khang cũng nhìn nhận rằng là chưa có trường hợp nào mà bị cảnh sát giống như là kéo đến mà lập biên bản hay gì á, mình không 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 hiểu, không hiểu cái bên này là có phải là dùng cái từ là biên bản hay không. Nó đại khái là không có thấy bị phạt, bởi vì là Việt Khang, theo như Việt Khang hiểu á, là cuộc sống thì có những cái người ta có thể cảm thông được thì người ta sẽ cảm thông, bởi vì cái con COVID này nó làm cho gần cả năm nay tê liệt cả, thì cái cuộc sống của những cái người mà sống bằng cái nghề nhà hàng thì phải làm thế nào đây? Đó, bao nhiêu là nhân viên, bao nhiêu là vốn liếng, bao nhiêu là cái tiền mặt bằng. Đó, cho nên là có những người cũng họ cũng vẫn bán. Thì nhưng mà trong số đó thì đa số là như là người ta không bán, cho nên là Việt Khang cũng cái vấn đề ăn uống cũng hơi khó khăn trong suốt cái thời gian qua. Kể từ khi mà COVID là bắt đầu là ăn ít lại, một mất đi một buổi ăn mà nó bị mất một cái khoảng thời gian dài như vậy, thì Việt Khang ngày hôm nay chắc có lẽ là bị gọi là suy 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 nhược cơ thể. Dạ, thì trở lại cái chương trình văn nghệ, Việt Khang muốn hát tặng cho tất cả quý vị một bài hát mà Việt Khang sáng tác. Việt Khang hát xong rồi, Việt Khang sẽ kể cái câu chuyện mà tại sao Việt Khang sáng tác cái bài Bạn Thân. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Bạn Thân, một sáng tác của Việt Khang. Cảm ơn quý vị. Việt Khang biết rồi. Vì hôm nay Việt Khang để trước mặt của mình là cái laptop để dễ coi cái comment đó mà. Mà vì vậy cái laptop á, nó khi mà nó hoạt động á, cái nó nóng hay sao á, nó nóng hay sao, nó kêu lớn quá, cái tiếng quạt nó kêu lớn quá, nó bị tiếng 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 xè nó hơi lớn vào trong cái microphone trước mặt của Việt Khang. Cái microphone này Việt Khang canh cho nó cái signal nó rất là mạnh, cho nên là nó hút rất là rõ. Mong là quý vị sẽ thông cảm mà sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau. Cảm ơn quý vị. Buồn nhiều ít vui, yêu
đắng bờ môi cùng gắng cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Chuyện đời hợp tan như bèo giạt mây bay, nhưng nghĩa tình chẳng phai, dẫu người đi người ở lại. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Cảm ơn hai. Trôi trên đầu nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay. Ngày hôm qua mình bôn ba nhưng ngày dài vắng nhà, mà giờ biển biệt xa ta với bạn mỗi người một nơi. Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời, bạn ơi muốn chung xa. Chuyện hôm qua ngày hôm nay không thể nào ta níu lại, và rồi chuyện ngày mai chưa biết đời ta ngắn hay dài. Cà phê môi sáng chuyện đời ngổn ngang, mấy ai tình như mình là bạn. Cà phê môi sáng chuyện cười thế gian, mấy ai để tâm nghe lời phàn nàn. Đời tôi đen đuối nên buồn nhiều ít vui, hiu hắt dòng đời trôi đắng bờ môi cùng gắng cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Chuyện đời hợp tan như bèo giạt mây bay, nhưng nghĩa tình chẳng phai, dẫu người đi người ở. Người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vừa rồi lắng nghe cái ca khúc Bạn Thân của Việt Khang sáng tác. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Hà Giang. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Việt Khang chúc cho tất cả quý vị Giáng sinh thật là vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và bình an. Yeah, hello from Canada. Canada bây giờ rất là khuya. 11, 12, 12 giờ 17 phút ở bên Canada mà quý vị cũng còn đang thích xem. Dạ, yeah. Em cảm ơn anh Huy Đức. một Facebooker rất là nổi tiếng, anh Huy Đức. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Em chúc anh chị nhiều sức khỏe. Và hy vọng là hết dịch Covid, anh lại qua, anh với chị qua Cali thăm em nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cái bài Bạn Thân mà Việt Khang hát thì
Việt Khang sáng tác lúc mà chưa có viết cái bài Việt Nam tôi đâu và anh là ai. Thì cái bài Việt Nam tôi đâu nó viết sau cái bài Bạn thân. Việt Khang có một bài hát mà viết cho tới một năm trời mới xong, đó là bài Bà Má Miền Tây. Bà Má Miền Tây sắp tới trong những cái video tiếp theo, trong những cái livestream tiếp theo, Việt Khang sẽ hát cái bài sẽ làm hòa âm cũng như là hát cái bài Bà Má Miền Tây của Việt Khang sáng tác. Cái bài Bà Má Miền Tây sáng tác được một năm, cái Việt Khang phải nghỉ nghỉ một thời gian mấy tháng để cho quên đi cái giai điệu của bài Bà Má Miền Tây, để mà nó làm mới lại trong cái tư tưởng của mình. Đó thì mất hết mấy tháng trời, khoảng 3 4 tháng, khoảng 3 tháng để mà nghỉ ngơi, xong sau đó phải một năm nữa mới sáng tác xong cái bài Bạn thân. Việt Khang có một thằng bạn rất là thân. Ở vì Việt Khang hồi nhỏ lúc mà đi chơi nhạc ở Mỹ Tho, có rất là nhiều anh em bạn bè chơi chung với nhau, cũng có người thế này cũng có người thế khác, thì đại khái anh em với nhau là nhạc công có, ca sĩ có, âm thanh có, rồi thậm chí là diễn viên múa nữa. Đại khái là ở dưới Mỹ Tho mỗi sáng ra uống cà phê ở nhà văn hóa trung tâm, ở kế cái giếng nước. Giếng nước á, cái giếng nước đó là gần nhà của bà, cứ bằng dùng cái từ như thế nào, vợ của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ngay cái giếng nước đó. Đó thì nhà của phu nhân của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gần ngay chỗ Việt Khang hay uống cà phê. Thì uống cà phê mỗi sáng, uống cà phê đó ca sĩ, nhạc công, rồi âm thanh, rồi nào là diễn viên múa ví dụ như vậy. Thì sáng sáng thường uống cà phê. Thì Việt Khang có một thằng bạn rất là thân, thì bỗng nhiên một thời gian hai anh em đi 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 diễn rất là nhiều nơi trên khắp cả nước Việt Nam mình, đi diễn là Bắc Trung Nam, Nam Trung Bắc, cao nguyên, và cứ đi suốt như vậy mấy năm trời. Cái đùng một cái thì nó phải đi định cư ở Hoa Kỳ, mà cái nơi nó đến đầu tiên là ở Minnesota, là rất là lạnh, Bắc Mỹ mà nó lạnh lắm. Thì cái nơi đó đó nó buồn quá, mà ở Minnesota ở bên này ai cũng biết là tới mùa đông là nó lạnh kinh khủng lắm. Thì thằng bạn nó mới gọi điện thoại về và nó thường xuyên tâm sự với Việt Khang, nhớ nó lắm, tại vì nó chơi nhạc rất là hay, nó chơi keyboard, nó đánh nhạc rất là hay. Việt Khang rất là thích cái ngón đàn của nó. Việt Khang thì thường là đi đánh trống hoặc là đi 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 hát, có khi đánh trống chung với nó, có khi nó đệm cho Việt Khang hát. Thì tự nhiên cái mình bị hụt hẫng, mình có một thằng bạn bằng tuổi thân với nhau như vậy, thì nó đi xa, nó đi qua bên Hoa Kỳ và nó gọi về, nó nói lúc mà ở Việt Nam những cái món đồ mà mình muốn, đồ nghề á quý vị, những cái đàn nó rất là mắc tiền, nhạc nhạc cụ rất ư là mắc tiền, nhạc cụ là coi như là tính là bạc ngàn trở lên không à, chứ chứ không có cái giá nào dài trăm trăm đô mà có thể đi làm được cả. Thì nó mới nói với lại Việt Khang là ở bên Mỹ á, ở bên bên Mỹ mà nó đang sống, nó tạo cho con người ta rất là nhiều cái cơ hội để mà tiến thân. Những cái món đồ có thể mình được mua hết, có thể mình mua được hết, miễn sao mình cố gắng mình làm để mình trả góp lại thôi. Mình không có, mình có thể mình mua góp. Và xài mà không vừa ý có thể mang đem trả lại, nhưng mà phải giữ giữ lại cái receipt, là cái hóa đơn mà mình mua cái mặt hàng đó. Thì nó nói là lúc trước tao còn ở Việt Nam, tao ước ao gì mua được một cái cây đàn này. Mà có lần người chị ở Hoa Kỳ gửi tiền về cho để mà mua cây đàn để mà làm đồ nghề, mà cả đêm đó tao ngủ không được để mà
tao mong sao cho trời sáng để mà tao đi Sài Gòn tao mua cái đàn về. Nhưng mà bây giờ lại khác. Bây giờ tao muốn cái gì là có cái nấy. Có thể mình nói không phải là muốn cái gì có cái nấy là tất cả nha quý vị. Mình đang nói về đàn. Tao muốn mua mấy cây thì tao đi mua mấy cây đàn. Và trong đó mình mới cảm thấy thằng bạn mình nó may mắn. May mắn ở một cái xứ sở mà nó chấp cánh cho con người ta bay cao, bay xa những cái ước mơ của họ. Thì đó là một cái điều mà Việt Khang cảm thấy nó chênh lệch giữa hai cái xã hội của hai thằng bạn thân. Đã từng đồng hành với nhau trên khắp nẻo đường quê hương Việt Nam. Mà bây giờ một thằng nó lại có được một cái cơ hội tiến thân tốt. Còn mình lại phải bỏ cái nghề hát. Lúc đó là bỏ luôn cái nghề hát. Bởi vì cũng lớn và không có, lúc đó cũng 30 rồi. Lúc đó là 30 rồi. Bởi vì mẹ mẹ Việt Khang nhắc là gọi nôm na là Dinh Ông Thiệu, là ở Mỹ Tho ai cũng biết hết. Là quay lại cái câu chuyện mà cái nhà mà cái chỗ mà Việt Khang hay uống cà phê á, là gần cái giếng nước của Mỹ Tho á, là gọi là Dinh Ông Thiệu ai cũng biết hết, mẹ mới nhắc. Cảm ơn mẹ. Thì mình thấy cái sự chênh lệch giữa hai cái xã hội và mình thấy mình đen đủi quá. Và mình chỉ mong là như là những cái ước mơ của mình cho cái xã hội Việt Nam của mình càng ngày càng phát triển tốt hơn. Đúng không? Càng ngày càng phát triển đi lên hơn. Cho nên là cái câu hát mà đắng bờ môi cũng gắn cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Ngày mai ngày sau có nghĩa là cái tương lai của đất nước Việt Nam mình làm sao cho nó không còn đen đủi giống như là cái thời mà bây giờ. Tại vì như Việt Khang thấy là có nhiều người cũng rất là muốn đi làm nhưng mà lại không có những cái việc để cho những người dân người ta làm, thiếu những cái việc làm, rồi những cái điều kiện sống đó, nói nôm na là những cái điều kiện nó không có được tốt. Y tế chẳng hạn, như quý vị thấy ở trong những cái bệnh viện, người bệnh nhân, người thân nhân nằm la liệt, không có được những cái môi trường mà văn minh, sạch đẹp ở trong những cái môi trường như bệnh viện hay là mình nói những cái nơi công cộng. Mình không phải là mình chê, nhưng mà cái đó là những cái thật sự. Và cái gì có thật thì mình nói thật lòng thôi, chứ không phải là mình nói theo cái dạng mà mình chê bai những cái bởi vì Việt Nam cũng là đất nước của Việt Khang. Thì mình chỉ nói lên những cái điều mà mình mơ ước cho một quê hương Việt Nam tốt đẹp hơn, sánh ngang bằng với lại những cái quốc gia văn minh, giàu có, giàu mạnh ở trên thế giới. Cho nên là Việt Khang hôm nay trải lòng với lại quý vị qua cái bài hát Bạn Thân. Thì bây giờ hồi nãy là mẹ có nhắc cho con cái tên là Dinh Ông Thiệu. Thì cái hôm mà livestream đầu tiên của Việt Khang á, mà Việt Khang không có đưa lên YouTube, Việt Khang có hát cái bài Mẹ ơi con sẽ về. Thì không có một người nào mà tha hương mà không muốn về quê hương của mình, về cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình trong những cái dịp Noel, trong những cái dịp Tết Nguyên Đán. Ai cũng muốn bên cạnh những người thân yêu của mình để hâm nóng lại tình yêu thương gia đình. Bởi vì đi làm hay là đi đâu đó suốt cả năm trời, những mùa như là Giáng sinh, thậm chí là Trung Thu nữa, Giáng sinh, Trung Thu và đặc biệt là Tết Nguyên Đán. Thì hôm nay là Giáng sinh, Việt Khang cũng xin mượn đến đây để
hát một bài hát và thay cho lời cầu nguyện của đêm Giáng sinh hôm nay. Việt Khang chỉ cầu mong sao là mẹ, ba mẹ và tất cả anh chị em trong nhà, mọi người đều khỏe mạnh. Rồi để chờ cái ngày con về thăm. Mong rằng là cái ngày đó sẽ không xa. Và bây giờ con tặng mẹ một món quà Giáng sinh. Tặng mẹ. Ba nghe ké luôn nha ba. Con sẽ tặng cho mẹ, cho ba, cho tất cả quý vị. Vị Khang hát lại bài hát Mẹ ơi con sẽ về. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Quý vị không biết có nghe được cái tiếng xe bên ngoài chạy không ta? Không có nghe phải không? Việt Khang nghe đây rất là rõ. Tại vì ở đây sát bên đường. Nhưng mà mai mốt Việt Khang sẽ khắc phục cái âm thanh cho nó tốt hơn. Ok, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát Mẹ ơi con sẽ về. Anh sẽ về.
dù nhiều khi lệ ướt mi, mẹ ơi nơi quê nhà xa đó mẹ đừng quá lo âu trong những chiều mưa sầu. Ngày mai khi non nước Việt Nam mây u ám rồi tan, thanh thang đường con về là ngày lịch sử được sáng trăng, quê hương mình Việt Nam sáng tươi huy hoàng, là ngày lịch sử được sáng trăng, quê hương mình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài hát Mẹ ơi con sẽ về. Bài hát này Việt Khang là một trong những bài hát mà bắt đầu sáng tác trở lại sau cái thời gian mà mới vừa hôm nay là Giáng sinh. Việt Khang không có muốn nói tới những cái chuyện không hay, nhưng mà Việt Khang kể cho quý vị nghe thôi, chứ không phải là muốn than vang cái điều gì cả. Thì khi mà ở cái trại Bố Lá, khi mà ở cái trại Bố Lá thì ngay cái thời điểm mùa Giáng sinh đó, và ở Việt Nam, Việt Nam mình là nhiệt đới, nhưng mà ở ngoài Bình Dương không khí nó cũng bắt đầu lạnh trong những cái ngày Giáng sinh. Và cái bài hát đầu tiên Việt Khang sáng tác đó là bài đầu tiên sáng tác trong cái chuỗi 4 năm của Việt Khang á, là bắt đầu cái bài đầu tiên Việt Khang sáng tác trở lại, có cảm xúc trở lại để mà sáng tác á, là bài Bảo Đảm Là Quý Vị Chưa Nghe, bởi vì chưa có phát hành và chưa có hát ra ngoài. Có cái tựa đề là Đêm Mưa Nhớ Nhà. Đêm Mưa Nhớ Nhà. Nhưng mà cái bài Đêm Mưa Nhớ Nhà viết để ở đó chưa có xong. Cái bắt đầu cái tự nhiên cái sáng tác cái bài Mẹ Ơi Con Sẽ Về. Một lèo sáng tác bài Mẹ Ơi Con Sẽ Về trong vòng khoảng 3-4 ngày, một lèo xong hoàn chỉnh cái bài Mẹ Ơi Con Sẽ Về. Cái lúc đó mới quay trở lại cái bài Đêm Mưa Nhớ Nhà sáng tác tiếp, rồi cuối cùng cũng xong. Nhưng mà Việt Khang để cái thời điểm nào thích hợp, Việt Khang sẽ cho hòa âm, nhờ anh Trúc Hồ hòa âm rồi sẽ cho đăng ở trên cái kênh của Việt Khang Music, hoặc là Việt Khang sẽ livestream hát cho quý vị nghe cái bài Đêm Mưa Nhớ Nhà. Cái nào giờ Việt Khang đâu có viết được cái thể loại nhạc nhạc bolero, nhạc mà theo cái dạng nhạc quê hương. Nhưng mà không hiểu sao, bởi vì Việt Khang rất là yêu cái dòng nhạc của Việt Nam mình, dòng nhạc bolero trước 75. Và mẹ của Việt Khang là một người đã từng làm ca sĩ cho Tâm Lý Chiến ở cái thời trước 75. Nhưng mà mẹ mới có tham gia Tâm Lý Chiến hát hò cũng không được bao lâu, là tới 30 tháng 4 75 rồi. Cho nên là cái máu nghệ sĩ, cái máu ca sĩ của Việt Khang là nhờ mẹ, nhờ ba mẹ. Thì Việt Khang cũng rất là mang ơn cái điều đó, bởi vì không có ba mẹ thì không có Việt Khang ngày hôm nay. Việt Khang không có được học
nhạc, không có được học nhạc tới nơi tới chốn, cũng không có được học trường lớp âm nhạc gì cả, nhờ cái máu văn nghệ của ba mẹ và nhờ cái đam mê của Việt Khang nữa. Việt Khang nghe mà Việt Khang nghiên cứu cái bài Mẹ ơi con sẽ về, thằng em trai của Việt Khang, nó đánh giá là giống dòng nhạc của bác anh Bằng. Đúng, Việt Khang rất là mê dòng nhạc của bác anh Bằng. Và một người nữa mới vừa lìa đời, đó là bác Lam Phương. Thì sẵn đây Việt Khang cũng xin tất cả quý vị đang xem một lời cầu nguyện cho linh hồn của bác Lam Phương được về được về nơi vĩnh hằng, được yên nghỉ. Bởi vì Việt Khang biết mấy mươi năm bác ngồi ở xe lăn, cái cuộc sống của bác Lam Phương nó đơn độc và bác rất là hiền. Việt Khang với anh Trúc Hồ có đi thăm ảnh mấy lần, đi thăm bác mấy lần. Và bác có một cái câu nói như thế này mà anh Trúc Hồ rất là thích, mà Việt Khang cũng không ngoại lệ. Việt Khang cũng rất là thích cái câu nói của bác Lam Phương: sáng tác là do ơn trên cho bác, chứ không phải là bác làm được, mà bác sáng tác được nhờ ơn trên cho bác. Anh Trúc Hồ anh cũng từng nói với lại Việt Khang: sáng tác là một ơn trên cho. Việt Khang cũng vậy. Quý vị còn nhớ lúc mà Việt Khang mới vừa đi ra hải ngoại, đi qua Hoa Kỳ, thì có những cái cuộc phỏng vấn là Việt Khang có tiếp tục sáng tác hay không, thì Việt Khang không có chần chừ gì trả lời ngay: Việt Khang sáng tác là do ơn trên ban cho Việt Khang. Nếu ơn trên còn ban cho Việt Khang thì Việt Khang vẫn còn tiếp tục sáng tác. Thì điều đó cũng cũng dính tới cái bài hát sắp tới mà Việt Khang chuẩn bị nói cho tất cả quý vị nghe. Kính thưa quý vị, nay đã tròn một năm. Hôm nay là đã tròn một năm Việt Khang sáng tác một bài hát cho một người bạn rất là đặc biệt. Một người bạn rất là đặc biệt của Việt Khang. Việt Khang sẽ xây qua đây. Em switch giùm anh cái ok, Việt Khang xây qua đây để Việt Khang nói cho cái âm thanh nó rõ hơn. Năm rồi, Việt Khang sáng tác một bài hát lấy cái tựa đề là Bụi đời lưu vong. Việt Khang có một người bạn. Anh ta đi vượt biên lúc có 10 10 hơn 10 tuổi thôi, 11 11 tuổi hay nhiêu đó. Rất là nhỏ. Đến Hoa Kỳ được là 13 tuổi. Thì không có cha mẹ đi theo. Đi vượt biên năm 80 mấy, cha mẹ gom góp tiền của để cho các con đi, là ba anh em đi rất là nhỏ, mà anh bạn của Việt Khang là nhỏ nhất, 13 tuổi. Thì lúc đó Việt Khang nói ngày hôm nay chắc chắn là những cái người đã từng ở cái thời điểm đó sẽ hiểu thấu cái câu chuyện mà Việt Khang đang nói. Bởi vì lúc đó đó đi tị nạn, mà đi vượt biên đi tị nạn thì ai bảo trợ mình cũng được, miễn sao mình đến được bến bờ tự do Hoa Kỳ, tiểu bang nào cũng được, miễn sao mình ra khỏi Việt Nam. Thì cái người người bạn của Việt Khang á, Việt Khang cũng xin phép là không có nói tên ở đây, bởi vì Việt Khang cũng muốn giữ cái bí mật cho ảnh, bởi vì nó tế nhị lắm. Ảnh qua bên này lúc còn quá nhỏ, và cái người bảo trợ cho ảnh, đỡ đầu cho ảnh lại là du đảng, lại là du đảng. Cho nên ảnh cũng bị đi làm những cái công việc của kẻ du đảng, tù tội, đánh nhau, bắn giết, đủ thứ hết, mười mấy năm trời, mười mấy năm ở tù. Và một lần anh gặp một cô gái, đem lòng yêu thương cô gái đó. Cái tình yêu
của anh dành cho cô gái đó và tình yêu của cô gái đó dành cho anh cảm hóa được con người của anh. Và anh thốt lên cái lời nói giống như là một lời hứa. Anh tu, anh muốn tu. Anh bây giờ không có cái gì cả. Em yêu anh, em đến với anh. Thì em hãy chấp nhận anh là một người tay trắng. Nhưng bây giờ anh tu và anh sẽ làm lại từ đầu. Và những gì anh nói với cô gái, và anh đã làm được, anh đã thành công. Và anh đã bỏ đi những cái, giống như là mình nói nôm na là cái lối sống quan đàn của ngày xưa. Anh đã thành công, anh đã làm cho, anh đã giúp đỡ cho rất là nhiều người. Và quý vị biết là những cái đại hội thánh mẫu ở Missouri mà cả mấy chục ngàn người, có thể có cả trăm ngàn người á, thì cái lượng người đến đó để mà hành hương trong cái đại hội thánh mẫu hàng năm vào tháng 8 hàng năm. Anh này cùng với một số người bạn khác đi dọn rác. Anh đi dọn rác cho cái đại hội thánh mẫu luôn quý vị. Và chỉ biết sống, làm việc và làm từ thiện. À, ngày hôm nay chẳng may vợ chồng anh bị dính COVID. Mới dính COVID đây, vợ thì bị dính khoảng tuần lễ. Còn anh thì mới, ngày hôm nay là ngày thứ ba. Việt Khang cũng mượn nơi đây cầu nguyện, cầu xin cho ơn trên, cho ơn Chúa hài đồng, Giê-xu ban ơn lành cho anh và chị, để mà chữa lành anh, cũng như là chữa lành hết tất cả những quý vị nào đang bị cái con virus nó xâm nhập vào cơ thể. Việt Khang chỉ mong là như là cuộc sống của mình nó sẽ mau trở lại khi cái con virus này nó không còn. Thì cái bài hát mà Việt Khang sáng tác, Việt Khang có nói với anh Trúc Hồ hòa âm giùm cho anh bạn của em. Và anh bạn này cũng là bạn của anh Trúc Hồ. Cho nên là anh Trúc Hồ sẵn sàng hòa âm cho Việt Khang cái bài này. Và Việt Khang hôm nay chưa có được khỏe. Ăn uống còn rất là ẩu tả lắm. Tại vì một mình mà quý vị thấy rồi đó, bao nhiêu thứ phải làm. Việt Khang mới vừa dọn xong qua bên đây. Dọn nhà bên Mỹ là cực lắm luôn. Huống chi là bao nhiêu thiết bị dây cổ. Cho nên là Việt Khang bị stress một thời gian rất là dài. Nhưng mà làm sao mà mình cứ im lặng hoài được. Mình cũng phải làm những cái chương trình như thế này. Mặc dù là ok, chấp nhận là không có chất lượng lắm, bởi vì sức khỏe nó không có cho phép. Nhưng mà quý vị thông cảm cho Việt Khang. Việt Khang uống miếng nước cái. Cái này nước chứ không phải là bia bọt gì. Cái này là nước Kangen, nó đem lại sức khỏe rất là tốt. Cũng nhờ nó mà Việt Khang cũng vượt qua rất là nhiều những cái lúc mà mình không được khỏe. Đó, thì đại khái là uống nước nhiều sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng mà cái nguồn nước đây là cái nguồn nước alkaline. Nó là nước kèm đó quý vị. Ok, thì hello. Trời đất ơi, giỡn vậy đó. Hello Thiên Sơn nè. Ok, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Ok, thì bây giờ Việt Khang sẽ hát tặng cho cái người bạn của Việt Khang, là cái người mà cái vai chính ở trong cái bài nhạc này. Và mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Hôm nay là kỷ niệm đúng một năm Việt Khang sáng tác bài này. Sáng hôm sau, năm rồi quý vị, sáng hôm sau Việt Khang gọi cho ảnh. Anh ơi, món quà Giáng sinh của anh đã xong.
Việt Khang mới ghi cái lời thôi, chứ không chưa 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 có nốt nhạc, ghi cái lời gửi qua cho ảnh. Xong rồi đó anh, em sáng tác một bài hát này em tặng cho anh. Thì ok, để Việt Khang lấy cái lời rồi Việt Khang sẽ hát cho quý vị nghe. Tại vì cái bài này nó không phải là cái bài Việt Khang hát thường xuyên cho nên là không thuộc. Từ khi ok, để mình coi là cái lời nào đúng nha. Tại vì trong lúc mình sáng tác, trong lúc Việt Khang sáng tác thì nó có những lúc, những lúc mình phải chỉnh sửa nó mới hoàn thiện cái bài nhạc. Ok. Đó. Chưa có gì hết trơn, mới hát mấy bài thấy thấy nó muốn mệt rồi. Ok, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Việt Khang đọc sơ cái lời bài hát. Bởi vì biết sao không, bởi vì một cái bài hát mới á quý vị, cái lời chắc chắn là mình sẽ nghe không có được rõ và sẽ khó mà hiểu được cái nội dung của nó. Bây giờ Việt Khang đọc sơ. Từ khi miền Nam đã không còn, cha mẹ gom tất cả để cho con đi vượt biên để tìm con đường sống, sống lưu vong nơi xứ người mênh mông. Từ khi đặt chân đến bến bờ, không mẹ cha, tôi sống đời bơ vơ. Có nhiều đêm một mình âm thầm khóc, nhớ quê nhà, nhớ quá mẹ và cha. Rồi thời gian trôi, với lối sống hoang đàn, trở thành du đảng, thành một kẻ rất ngang tàn. Nào đánh đấm nhau, nào súng với dao, mười mấy năm trời là mười mấy lần tù tội. Rồi gặp duyên may, tôi đã trót yêu nàng, từ thằng du đảng, giờ tôi muốn sống đàng hoàng. Nàng đến với tôi để biến đổi tôi, từ bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Đã qua nhiều giông tố thăng trầm, nhưng đời tôi may mắn còn anh em. Anh này anh chơi với anh em bạn bè rất là tốt quý vị. Cuộc đời ai cuối cùng cũng phải chết, sống sao cho không hổ thẹn làm người. Những người mà trước kia làm gì làm, nhưng mà họ biết quay lại, họ biết sửa đổi và họ biết làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, cho tha nhân tốt đẹp hơn, thì Việt Khang phải nói rất trân trọng, rất trân trọng những cái nỗ lực đó của anh, cũng như là của tất cả những người đã từng nỗ lực để mà thay đổi con người của mình từ cái chỗ mà mình cảm thấy mình không có hài lòng mà cho tới mình biến đổi thành một cái con người có ích cho xã hội, có ích cho gia đình của mình nữa. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Bụi Đời Lưu Vong. Bài hát này nhạc sĩ Trúc Hồ hòa âm nhé quý vị. Xứ người mênh mông, từ khi đặt chân đến bên bờ, không mẹ cha, tôi sống đời bơ vơ. Có nhiều đêm một mình âm thầm khóc, nhớ quê nhà, nhớ quá mẹ. Rồi thời gian trôi với lối sống hoang đàng, trở thành du đãng, thành một kẻ rất ngang tàng. Nào đánh đấm nhau, nào súng với dao, mười mấy năm trời là mười mấy lần tù tội. Rồi thời
duyên may tôi đã chót yêu nàng. Từ thằng dù đáng giờ tôi muốn sống đàng hoàng, nàng đến với tôi để biến đổi tôi, từ bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Đã qua nhiều giông tố thăng trầm, nhưng đời tôi may mắn còn anh em. Cuộc đời ai cuối cùng cũng phải chết, sống sao cho không hổ thẹn làm người. Không biết anh Dũng yêu cầu hát cái bài tội nghiệp thân anh Dũng hôm nay không biết có lên không nữa. Vì Cang định hát xong bài này sẽ hát bài tội nghiệp thân anh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ. Rồi thời gian trôi với lối sống hoang trở thành dù đáng thành một kẻ rất ngang tàng. Nào đánh đấm nhau, nào súng với dao, mười mấy năm trời là mười mấy lần tù tội. Rồi gặp duyên may tôi đã chót yêu nàng. Từ thằng dù muốn sống đàng hoàng, nàng đến với tôi để biến đổi tôi, từ bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Đã qua nhiều giông tố thăng trầm, nhưng đời tôi may mắn còn anh em. Đời ai cuối cùng cũng phải chết, sống sao cho không hổ thẹn làm người. Sống sao cho không hổ thẹn làm người. Sống sao cho không cảm ơn Nhi Vũ rất là nhiều. Nhi Vũ thả tim anh mệt luôn á Nhi Vũ. Ồ, nó chạy luôn á. Ok, khoan để tắt cái reverb. Việt Khang cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái bài hát mới của Việt Khang. Việt Khang qua bên này, Việt Khang sáng tác cũng được mấy bài. Thì từ từ Việt Khang sẽ có những cái buổi live stream như thế này, Việt Khang sẽ giới thiệu cho quý vị từng bài hát để coi Việt Khang nhớ nha. Cái bài đầu tiên mà Việt Khang qua bên này sáng tác, Nước Nam của người Việt Nam nè, Hãy cùng nhau đi nè, Chúng con về bên mẹ. Việt Khang cũng có sáng tác một bài hát cho Đức Mẹ trong cái dịp Đại hội Thánh Mẫu lần đầu tiên Việt Khang đặt chân đến Hoa Kỳ năm 2018. Đó là Việt Khang cũng có sáng tác một bài hát để kính dâng lên Đức Mẹ cái ngày Đại hội Thánh Mẫu Việt Khang bay qua bên đó. Thì cho tới cái bài Buổi Đời Lưu Vong là khoảng 5-6 bài gì đó, Việt Khang đang sáng tác một bài hát cho câu chuyện của cụ Lê Đình Kình, người đã khuất. Trong cái câu chuyện của Đồng Tâm, Việt Khang đang sáng tác. Thì hy vọng cũng sẽ xong sớm, và Việt Khang cũng sẽ lên trên này để mà hát cho quý vị nghe, để chia sẻ với quý vị
những cái tâm tình qua âm nhạc. Thì hồi nãy Việt Khang có nhắc là anh Dũng là một người bạn nữa yêu cầu Việt Khang sáng tác một bài, yêu cầu Việt Khang hát cái bài Mất Nhau Từ Ngày Ấy, chứ không phải là cái bài bài gì nãy Việt Khang nói Việt Khang quên rồi, Tội Nghiệp Thân Anh. Không phải hát bài Tội Nghiệp Thân Anh mà là bài Mất Nhau Từ Ngày Ấy. Còn bài Tội Nghiệp Thân Anh á là Tiana Nguyễn ở Detroit yêu cầu Tội Nghiệp Thân Anh, thì Việt Khang sẽ làm một cái chương trình dòng nhạc và dòng đời nói về tình yêu đôi lứa, những cái cuộc tình chia ly, trong đó có bài Tội Nghiệp Thân Anh nè, rồi bài Mất Nhau Từ Ngày Ấy nè, rồi Một Lần Nữa Thôi nữa. Thì Việt Khang xin phép hẹn với tất cả quý vị vào cái livestream tiếp theo. Việt Khang sẽ dành một cái chương trình livestream cho những cái bài tình ca. Còn bây giờ chắc có lẽ là chị Lâm Bảo Như nè. Mấy bữa nay em nhớ chị Lâm Bảo Như quá trời. Em không có qua bên bển thăm anh Nguyên Khang và chị Lâm Bảo Như. Bởi vì mấy hôm nay dịch quá trời luôn, mà em không biết là mình có bị dính hay không, cho nên không dám đi đâu á chị ơi. Chị chúc anh Nguyên Khang, chị Lâm Bảo Như và mấy cháu của mình một mùa Noel, một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên nhau, và tất cả mọi người trong gia đình mình luôn luôn bình an nha chị. Bây giờ thì Việt Khang trước khi chia tay cái buổi livestream hôm nay, thì Việt Khang muốn nhắc cho tất cả quý vị nhớ là anh Trần Quỳnh Duy Thức cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có tin tức gì. Cho ngày hôm nay là hình như là 33 ngày rồi là anh tuyên bố tuyệt thực á. Thì không biết như thế nào, thì mong là sẽ có những cái thông tin mới nhất trong những ngày sắp tới. Việt Khang rất là hy vọng điều đó. Bây giờ Việt Khang xin phép chào tạm biệt tất cả quý vị, và hẹn gặp lại cái livestream tiếp theo. Việt Khang sẽ làm chỉnh chu hơn về chương trình, mấy bài nhạc, cũng như là sắp xếp những cái bài nhạc sao cho nó hay hơn. Và Việt Khang cũng muốn luôn lắng nghe thăm qua livestream được rồi, he rồi nữa. Cảm ơn chị Như. Việt Khang sẽ lắng nghe và sẽ rút kinh nghiệm những cái chương trình của Việt Khang. Việt Khang muốn ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng phong phú hơn để phục vụ cho tất cả quý vị. Cảm ơn chị Như. Em sẽ qua ăn cơm, thèm cơm chị Như nấu. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Trong đêm hôm nay, một đêm rất là linh thiêng, Chúa Ngôi Hai giáng thế làm người để chịu nạn, chịu chết, chuộc tội cho thiên hạ. Thì ngày hôm nay, Việt Khang cầu nguyện xin Chúa Giêsu hài đồng, xin mẹ Maria bên cạnh máng cỏ, cầu xin Chúa, cầu xin mẹ cho tất cả mọi người, mọi nơi trên toàn thế giới sẽ thoát khỏi cái cơn đại dịch rất là quái ác. Nó đã hoành hành làm cho biết bao nhiêu người phải chết và bao nhiêu người phải khổ sở, công ăn việc làm, tất cả mọi thứ nó đang rối tung lên. Con cầu xin Chúa Giêsu hài đồng, con cầu xin mẹ Maria đồng trinh, con cầu xin thánh cả Giuse bên cạnh hang đá của Chúa Giêsu cầu bầu, chuyển lời cho những lời cầu xin của con, cho quê hương Việt Nam của con sớm ngày tự do, dân chủ, nhân quyền, cho người dân Việt Nam của con sớm ngày có được cái quyền làm người căn bản. Con cầu xin và lạy tạ ơn Chúa, con cầu xin và lạy tạ ơn mẹ Maria, thánh cả Giuse. Amen. Cảm ơn tất cả quý vị, và Việt Khang xin hẹn gặp lại quý vị trong livestream tiếp theo. Xin chào tạm biệt.